Xin chào mọi người, mình là Chim Sẻ Nắng và kênh Chim Sẻ Nắng Official là kênh chính thức của mình. Hy vọng là mọi người sẽ follow và ủng hộ mình nhá. Từ game thủ Chim Sẻ với con Grek này, chúng ta đã thua trước 2 trận rồi. Đối đầu với bên kia là Cho Gek, Pan Gek và Cho Son. Grek trong tay của Lê Duy, Cho Gek, Pan của anh Thiết và một Grek nữa là Khánh Chí Chum, Cho Gek, Pan Gek. Nhưng mà đội bạn lại có Pan. Chúng ta có Grek, game thủ Chim Sẻ, Đức cầm Katha rồi. Có thằng Vũ cầm Cho Son nữa. Và anh Tuyến thì như cầm Grek tiếp. À không, Katha. Và như vậy là bên mình hai Katha, một Grek, một Cho. Ôi trời ơi. Sao lại thế này? Quần lại toàn thế này nữa anh em ạ. Toàn Grek, Katha, Cho Son. Chào anh Phú Cường nhá. Đây màn máy các bạn đang xem game thủ Phan Tuyến. Một giờ kèo đấu mà anh lấy màu 4 để cầm chủ lực nhưng mà lại ra đầu cánh rồi. Sẻ với cung biết 98 người đem một dân anh em ạ. Làm vòng đi dò. Và như vậy anh Tuyến sẽ đánh lên thẳng 4. Đây dừng đây, dừng thông kìa. Đây. Quả phụ đây. Và anh Tuyến đã có voi và quả phụ rồi. Sẻ đã muốn anh Tuyến có một thế bài đánh lên thẳng 4. Sẻ với 98 người đem một dân anh em ạ. À cung A một áo á. Vâng mình nghe nhầm. Đánh cung A một áo. Cung A một áo đến từ Phan Tuyến. Ôi, giải quyết voi này thôi, để con voi đưa về. Ok, sẽ là bài cầm Grek, thì bảo sẽ dâng lờ chém cho anh Phan Tuyến trận đấu này. Gặp sư tử nhưng mà không chết dân. Bấy hiệu đầu 4 con, lùa về VS đầu. Đưa mấy con hiệu này về thôi. Sẽ đang dự đoán chiến thuật đội bạn sẽ để cho Kumet98 đánh kiểu châu phù và lên 4. Còn anh Thiết thì cầm Pan chắc là có thể là đánh cung R. Chuẩn bị thiết kế chiếc bét đầu tiên nhân đôi. Thêm vòng nữa đi dò. Bài mới chỉ có một bầy hiêu đầu đến từ cái thủ Chim Sẻ thôi. Cũng chưa phải là quá đẹp với con Grek này. Đây là S đầu. Hiêu 4. Rồi giải quyết mấy con hiêu này thôi. Bầy hiêu 4 được đưa về. Chúng ta có mắt máy của cầu thủ Phan Văn Đức với con voi thứ 3. Bài 3 voi tới từ Phan Văn Đức. Khi được cầm Katharian. Rồi con voi tiếp theo. Vâng và đến với trận thi đấu này, trận thi đấu thứ 3 trong buổi chiều ngày hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu các bạn về nhà chợ Fanpay, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng ở Việt Nam. Nhà chợ Fanpay chúng tôi chuyên cung cấp và sản xuất các sản phẩm tượng mini cá nhân hóa. Anh em nào muốn sở hữu những bức tượng cho bản thân mình hay là làm quà tặng cho đối tác hay người thân trong gia đình thì các bạn có thể tìm đến với nhà chợ Fanpay chúng tôi. Rất mong anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. Cảm ơn nhãn hàng Fanpay đã đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Mọi món quà đến từ bạn bè đều là một điều ước cho hạnh phúc của bạn. Fanpay cùng những điều hạnh phúc tạo nên những bức tượng mini cá nhân trở thành món quà đặc biệt nhất. Mỗi bức tượng sẽ là những cảm xúc khác nhau, mang những ý nghĩa vô cùng đặc biệt khi chứa đựng tâm tình mà chúng ta muốn nhắn gửi. Fanpay trở nên đặc biệt hơn với món quà đặc biệt nhất. Ok, cùng quay trở lại với trận thi đấu này. Bài của Sẻ lại ổn rồi anh em ạ. Ai trả lời hộ đi là sao? Anh Tuấn Bùi. Câu hỏi của anh là gì? Em là nhìn comment mà chưa thấy comment của anh đâu. Phan Văn Đức là cầu thủ bóng đá anh em. Vâng, sẽ dâng lờ cho anh Phan Tuyến đánh cung ở trận đấu này rồi. Con voi thứ hai sẽ được đưa về. Bài 26 dân, 27 dân trừ 1. Phan đánh 21 dân đúng không? Phan đánh cung R rồi. Phan đánh thẳng cung R để bắn phù rồi. Rồi bạn sẽ nhồi cho anh Thiết lên R giáp 4 sớm. Vâng, Phan Đức bảo vệ đánh thủ đầu cánh luôn. Con voi thứ hai. Vâng, Phan Đức còn đang muốn có vài đánh thẳng cung A luôn. Đây, đang đợi gõ búa đây rồi. BA, BM. Ui, thao tác xây nhà nó lại nhanh này. Như vậy bên kéo màu 8, anh Khánh Chí Chum lên đời sớm nhất. Còn lại bên mình thì có Phan Đức lên đời cũng sớm. Bài kích ở 10 phút 49 với 26 dân. Katha đánh thẳng cung A. Nâng cấp chặt gỗ luôn. Rất ghê. Tự tin đánh thẳng cung A ba lỗ luôn tới từ Phan Đức. Katha cung A luôn, hai cung A luôn.
Vâng, Phan Tuyến cũng đánh cung Nga luôn. Hai cung Nga đầu cánh luôn. Vâng, hai cung Nga đầu cánh. Đây là xe, chúng ta cùng xem xe. Và trước khi đến với những buổi giao tranh trận đấu này, chúng tôi vẫn xin giới thiệu bạn về chương trình chiến khách hàng của Chim Sẻ Food. Khi em đặt hàng thịt trong các bếp với giá 600k ATM tại Chim Sẻ Food thì các bạn sẽ được tặng ngay một gói khô bò thu ba trị giá 200k ATM và sẽ được free ship trên toàn quốc cho anh em nào đặt hàng trong buổi chiều ngày hôm nay. Anh em nào muốn đặt hàng thì các bạn có thể inbox trực tiếp vào fanpage của game thủ Chim Sẻ Nắng hoặc fanpage Chim Sẻ Food nha. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hiện tại 98 đầu cánh Phan Tuyến rồi. Đây, nhà của Mết 98 đây. Nhìn cũng có thế khung khung. Ồ, chọc đúng mỏ vàng luôn, tươi quá. Giò mới có giáp chưa có công. Đội bạn dường như chưa có giò thì phải. Và anh Tuyến có tê không? Lên thôi anh ơi, sắp mép bản đồ về 3 giờ. 2 giờ đấy. Rồi bây giờ mới có giò thì cú Mết 98 ra ăn một dân rồi. Sẻ đang đưa dân vào để không 98 ăn vàng nhưng đội bạn đang vẩy e bo. Vâng, thêm một dân nữa được đưa ra tới từ cú Mết 98, sẽ tiếp tục vẩy e. Hay quá. Vâng, vẩy tiếp. Rồi. Chốt được mỏ vàng đội bạn, ăn được ngựa giò cú Mết 98 luôn. Và bây giờ thì con giò sẽ lao vào. Tham lại đầu số là 27 và chỉ đã phải đen BS ăn vàng đi vì T Phan Tuyến đến. Pha phối hợp như đường và sữa dành cho Chim Sẻ Nắng và Phan Tuyến luôn. Cánh này đang cực kỳ cháy. Vâng, 27/32 anh Tuyến sẽ đuổi ba dân bên ngoài và sẽ lao vào bên trong nhà rồi bạn. Để tìm những cơ sở. Một trận đấu mà bên kia có pan. Nhưng đây là bài đấu mà game thủ của Mết98 chưa lên đời. Chưa bo bế được nhà cửa mình luôn. Đang vẻ bo nhỏ. Vâng, màu 8 anh Khánh Chí Trung đã đánh nhà của Phan Văn Đức rồi. Và vẻ rất nhanh tay từ của Mết98 và bây giờ sẽ tìm ra đơn hoàng rồi bạn. Một bài đấu cầm cho son nhưng đã lủng vàng. Không ăn được vàng nên cú Mết 98. Vâng, thằng Vũ sẽ cần phải bơm vàng đồng đội đây rồi. 98 định đi trốn nhưng không thể trốn được khi Sẻ đã phát hiện ra điều này. Đây là những con nông dân tới từ cú Mết 98. 98 yếu nhá. Sau giờ này 98 chết hơn trùng dân luôn. Tham lai 29. Phan Văn Đức bên này tham lai là 29. Đang đánh cung A kẹp P và phu được. Vâng, phu được con ngựa chém tới người cầm màu 6. Đó chính là Lê Duy. Và như vậy là vẫn sẽ thủ được nhà. Thêm một con phù nữa để phù. Và vâng, như vậy Lê Duy đen con chém đó đi rồi. Đang rất căng. Và mặt máy của thằng Vũ với tham lai là 3x. Một bài cầm cho son đang giải phù sang nhà của Phan Đức để kê nhà cho đồng đội. Bên này thì anh Phan Tuyến tham lai là 39/40. Vài đánh cung A một áo đang bắn dân của cú Mết 98. 3A. Sẽ cần có những tình huống nâng công nghệ gỗ 2 và ra thật nhiều ruộng xong dây hầu dân. Tới từ anh Phan Tuyến ở trận đấu này khi mà đánh cung A một áo như thế này. Vâng, Sẻ đang thiếu vàng thì thằng Vũ sẽ là người nuôi vàng tất cho anh em. Bây giờ anh Tuyến đã chủ động ăn vàng rồi. Đang chó hơi nhiều dân ăn vàng đấy thưa anh Phan Tuyến. 6-7 dân gì cả. Vâng, nâng cấp cả đào vàng luôn. Gỗ 2 lên xong rồi. Rất khỏe. Khi mà 98 không có sát thương vào bài Catarian này. Đây là cái thủ Chim Sẻ. Tham lai ở số là 35. Vâng, bị màu 6 quản. Đó chính là Lê Duy. Khó chịu nhờ. Vâng, đây màu 6 đây rồi. Đây là những nông dân tới từ người cầm màu 6 game thủ Lê Duy. Chưa thấy anh Thiết thi đấu nhỉ? Vâng, bên này thì Phan Văn Đức đang có tham lai là 37/52. Vâng, cung A kẹp P nhưng vâng, như vậy là có cung R đến từ anh Thiết đẩy ra. Nhưng chúng ta có cung A một áo để kê đây rồi. Và có một vài chém phù được đội bạn. Nhận được đồ tới từ game thủ Chim Sẻ Nắng để có thể cơ cấu phát triển khỏe nữa. Nâng gỗ 2 luôn. Bên kia thì anh Tuyến đã có gỗ 2 và cả công nghệ đào vàng luôn rồi. Đã là rất khỏe trong trận đấu này. Thêm vài chiếc ruộng từ Phan Văn Đức. Bên này thì thằng Vũ tham lai đầu số là 2x đang phủ những con ngựa chém cũng tới từ Lê Duy. Anh Tuyến khỏe lắm rồi. Tham lai 60. Và sắp châu con ra để chơi lại phủ của Mết 98. Như vậy là không cần lên 4. Đây là những phủ của Mết 98 và anh Tuyến sẽ đẩy luôn. Đây là phủ đội bạn. Thông tin báo về tham lai bên mình đang rất đè. Đây à. Và mùa 7 thì anh Thiết âm đồ để đánh cung R thôi. Không có gì. Và đây nhà màu 8 anh Khánh Chín Trung đang có rất nhiều phù nên sẽ không thể vào được. Nói chung là chúng ta nuôi cho một người lên 4 thôi. Và đây là máy của Phan Văn Đức. Phan Văn Đức 3A với tham lai là 46/56. Có làm thêm cái A nữa không hay là làm một BG chay? Đây rồi, BG chay ra ruộng thôi, gỗ đang nhiều quá. Làm khoanh ruộng mới tới từ Phan Văn Đức. Tham 48 thế là bài đấu này. Sẻ bên này tham lai 40. Và màu 8 đó thì anh Khánh Chính Trung lao vào nhưng Sẻ có phủ ở nhà rồi. Đây là dân núi cầm màu 7 anh Thiết. Này này. Và bên này Phan Văn Đức tham lai là số là 50.
Như vậy là không sang cứu nhà của anh của thằng Vũ nữa rồi. Vâng, dân đang đứng chơi ở đây. Đây là pha tuyến đang đẩy nhà của Kumet98. Tham Lai 56, đóng đóng P anh ơi, đóng P đi. Bơm nước lên 4 anh Tuyến khỏe mà. Và như vậy sẽ quyết định là bơm cho Phan Văn Đức lên 4, còn anh Tuyến sẽ là người trông quân. Ok. Thế thì bung nhà chính ra vẽ ruộng thôi. Vâng, Đức thiếu gì, Đức thiếu gì. Anh Tuyến bơm bất đồ cho Đức kích 4 như anh Tuyến ơi. Và như vậy là anh Tuyến xong quân dí 1 năm. BC đến từ Phan Văn Đức. Cỗ hai đào vàng chưa? Nâng đào vàng lên Đức ơi. Đúng rồi. Một tấn thịt kích 4 này anh em, màu 2. Bơm thịt màu 2 kích 4 nào. 100 thịt kích 4. Vâng, không ai bơm. Thế thôi. Đây là Sẻ với Tham Lai là 32. Phan Văn Đức đã kích 4 rồi. Sẻ vừa vào chém nhà của anh Thiết một tơn. Ba mốt trên 48 là Tham Lai tại. Vâng, anh Khánh đang quản lại nhà anh thủ chim sẻ. Tham Lai 30. Trong đó thì anh Phan Tuyến sẽ đẩy gãy nhà của game thủ Kumet98 luôn. Với một bài cầm Catalan đánh qua một áo rất trâu như thế này. Vâng, vừa cháy mất hai ruộng không vấn đề gì. Vâng, OP đội bạn. Rất nhiều cung A một áo đến từ anh Phan Tuyến và đang dí vào nhà của Kumet98 ở trong tình huống này. Tham Lai 63. Và chúng ta sẽ có người lên 4, đó là game thủ Phan Văn Đức. Xin lỗi, là cầu thủ Phan Văn Đức, người cầm Catalan. Vâng, Đức cầm Catalan lên 4 cân map luôn. Bên này thì sẻ Tham Lai là số là 27/52. Tham đang đè đội bạn khá khá rồi. Rồi, phú ông nào đây chém luôn. Và như vậy là Đức thông tin bảo vệ bị ốp. Em nói của Phan Văn Đức với Tham Lai là 66. Màu 8 đang lao vào. Và màu 6 đang lao vào Lê Duy, cộng đó là anh Khánh Chín Chum. Nhưng mà ít quá, bấy nhiêu thì ốp làm sao được. Không cung đầu 17 tuổi thì đỡ thoải mái. Đỡ được. Bơm đồ lên, đây công nghệ là vàng, vàng, vàng. Bơm vàng đây. Nâng công nghệ được rồi. Và 17 ốp ở đây nhưng mà 17 đi lỗi quần rồi. Nâng công nghệ nào. Lửa bắn chặn, lửa bắn chặn, lửa bắn chặn. BC2. Nhà BC kia đang nâng công nghệ gì đây? Đội bạn không cửa ốp rồi, Đức khỏe lắm. Nhận đồ đồng đội này, tuổi gì. Tham Lai là 60. Rồi, nâng lửa, con này nâng bắn chặn luôn. Ok, tầm xa nâng đào vàng. Lê Suy rồi. Hôm nay cái thủ chim sẻ. Lêu lêu nữa đi. Và tầm này lêu lêu chém cho đi nhả nhựa luôn. Thôi rồi đấy. Tham Lai 26, trận trước dám lêu lêu anh em ạ. Cài. Đấy kia thì chưa thấy ai lên 4 cả. Vâng, Tham bắt đầu gáy tung rời lên rồi. 2 Katha, 1 Grex và 1 Cho Son đã thắng được trận đấu này. Bên kia có Pan nhưng mà Pan nó không quá hiệu quả. Bên này thì Phan Đức Tham Lai là 64 rồi. Đang đấu với những con cung R của anh Sê Hờ Thiết. Nhưng mà mình nghĩ là thoải mái. Ôi, nâng đầu máu Thức ơi. Đầu máu bản đồ nào. Lửa bắn chặn lên xong chúng ta sẽ có đầu máu bản đồ luôn. Và nâng cái bản đồ trước. Rồi, tích một tơn đợi lên cổ vàng. Sau đó thì đẩy hot. Tụ hết hot lại nào. Tăng thêm ao. 500 gỗ rồi. Bơm cho tân thực vàng nữa nào cho khỏe hẳn các cu ơi. Máu 2. Đây, lửa đây rồi. Rồi, nâng đầu máu, nâng đầu máu được ơi. Đầu máu, đầu máu luôn, đầu máu luôn. Rồi, xong, đấy. BA tiếp theo. Đóng 2-3 cái là luôn nè. Thực cả nghìn, vàng cả nghìn đây rồi. Vít đây. Dí đây. Đẩy 7 luôn. Ok. Tầm này đẩy 17 thì lấy gì đỡ. Thông tin bảo vệ là phải dí chết 17. Không 17 sẽ lên 4 với con Pamran này. Vâng. Một liên tục đến chim sẻ ở gáy đây rồi. Con Hot đã có lửa bắn săn. Vâng. Nó đã có bản đồ và chuẩn bị có đầu máu nữa. Bắc binh công nghệ. Anh Khánh Grex thôi. Vâng. Anh Thiết thì đang tăng A điên cuồng. Nhưng mà làm sao chơi được. 5-9-8 không gì. Anh Tuyến lên 4 luôn được. Bơm màu 2 thôi. Vâng, như vậy là Pan đã lên 4 xong. Bên kia đẩy cho Pan lên 4. Đang ốp A đây rồi, tuổi gì.
Rồi quyết rồi và tỷ số là 1-2 thì chúng ta trong buổi chiều hôm nay rất hay. Một bài đánh thẳng cung A đến từ Phan Văn Đức mà không cần phải hỏi ai cả. Tự đánh thẳng cung A và được đồng đội búp đồ lên 4. Cần hết cánh này luôn từ Phan Văn Đức. Một highlight cho Phan Văn Đức ở trận đấu này. Sẽ cũng có một bài đấu đi dâng lờ chém hiệu quả khi chém được nhà của Cú Mết 98. Chúng ta cùng chờ đợi đến với trận đấu tiếp theo ngay sau đây rồi. Trận thi đấu thứ tư. 1-2 cho team của Chim Sẻ Nắng trong buổi chiều ngày hôm nay. Rất tuyệt vời.